Rồi trở lại với kênh Học Trồng Lúa là chúng ta đi thăm lúa nha các bạn. Thì bữa nay là cái lúa cấy của mình là 73 ngày các bạn. Và màu lá thì cũng đẹp. Lem lép hạt thì cũng lai rai. Và khi mà mình đổ ngay mưa thì hiện tượng lem lép không thể tránh khỏi nha các bạn. Nhưng mà các bạn thấy cái độ cong của cái bông này thì là năng suất thì cũng ok, nhưng mà chắc không bằng cái vụ hè thu rồi nha các bạn. Vụ hè thu rồi cái may mắn là chỗ trúng nắng các bạn, chỗ trúng nắng hết và nó đến cong trái me như vậy mới mưa, giờ nó vô gạo hoàn toàn hết rồi là chuẩn bị là trắng giấy thì bắt đầu trời thời tiết mới mưa các bạn. Bên tay trái của mình đã thì bón phân ít hơn bên tay phải thì bón phân nhiều hơn, bông sẽ to hơn, dài hơn và lá cũng to hơn, và chúng ta rất là khó nhìn thấy bông nó nằm phía dưới không nha các bạn. Còn hai bên thì cái độ lem lép thì mình thấy nó cũng đang như nhau, cũng nó lem cũng khá là nhiều, cũng có lem lép. Và cái cách làm giống của mình là đạt chất lượng đó nha các bạn thì mình mới bán nha các bạn, còn không đạt chất lượng thì mình sẽ bán theo kiểu dạng lúa lương thực nha các bạn. Đây một bụi lô mà vẫn còn sót xào nhiều lần qua lại vì nó mới chỗ nha các bạn. Rồi thì chào các bạn, mình về các bạn ơi.